IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng Ai Dòng Ai. Cảm ơn quý vị thì trang IV Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Một buổi tối cuối tuần chúng ta gặp lại nhau và chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui mà chương trình Dòng Ai Dòng Ai sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ hãy cùng chào đón chủ nhà quen thuộc của chúng ta, Trường Giang và Trấn Thành. Bữa nay mấy anh em mà là ba trường phái luôn đó. Bây giờ không biết khách mời là họ có giống mình không hay là vô nó trật ruột sao? Giống hay không giống, anh nghĩ rằng nó không quan trọng đâu. Nếu khách mời mà ngơ ngác nay vàng này kia đó, ta hãy đưa vào tiếp tục. Ừ đó. Còn bây giờ thì mời hai em về chỗ chuẩn bị chào đón khách mời hôm nay. Hai khách mời đến với chúng ta ngày hôm nay, họ đã được công nhận qua rất nhiều những cuộc thi trong nước lẫn quốc tế. Hãy cùng chào đón siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Phải chăng ý em nói em gài trong cái kèo này? Hai đứa nó ra y như hai cánh cửa vậy đó. Hai cái cột. Hai cái cột hả? Ừ. Cái giọng lắp anh luôn vậy đó. Siêu mẫu sao nó cao, nó đẹp quá. Nhưng mà Minh Tú này sai sai. Sao sai em? Đàn ông lắm anh ơi. Đâu có đâu, em nữ tính. Không em ơi, lần trước em tới đây có nhiều là em lộ ra hết rồi. Lần trước sao em quên? Trời ơi, em cũng điên loạn dữ lắm. Em đảo cái vàng phải không Tú? Em có cần anh nhắc em về những cái sự mất nết của em? Dạ cái đó chị hai của em mưu tính, còn em là Minh Tú. Mưu tính hả? Trời ơi, mưu tính. Hoàng Yến lần đầu tiên đến với chương trình phải không em? Đúng rồi anh, và hầu như là em rất là theo dõi nhiều tập của Dòng Mãi Dòng Mai lắm. Ở nhà ngồi đoán già, đoán non. Đúng không? Không. Thường là em sẽ nghĩ là mình sẽ đi ngược lại những gì mình đoán. À. Thì chắc là mình sẽ trúng, nhưng mà nhiều khi vô đây bị nghiệp quật á, là mình đoán cái mình đúng, mình ngược lại mình chết luôn. Để coi ngày hôm nay coi Hoàng Yến nếu mà đoán nó ngược với những cái suy nghĩ bình thường thì sao, có đúng không? Nghĩa chỉ cho hai em nó nhạc lên đi catwalk cái cho nó đã cái nư mình. Sao vậy em? Đẹp quá. Cái chuyện mà hai em này đi catwalk là bình thường, ai cũng thấy. Giờ nè, nếu nhạc lên cái hai đứa hát mới ghê nè. Bây giờ một là tụi em hát là trường quay bỏ về. Hai là trường quay đang buồn ngủ sẽ bừng tỉnh dậy, tại dở quá. Cái gì mà ghê quá vậy? Mọi người đang buồn ngủ quá thì được tỉnh ngủ anh hiểu không? Vậy hả? Thì anh nghĩ rằng đó cũng là một cái liều thuốc cần thiết vào lúc này chứ bộ. Nhưng mà mang tính chất tiêu cực nhiều quá, tụi hát dở quá đó. Vậy hả? Còn Tú em tự tin không? Cũng không. Không. Thôi bây giờ nè, Yến lần đầu đến với chương trình thì anh mời em lựa chọn trước. Em thì thường thường hay đi theo tông màu sắc. Rồi các thể loại thì em nghĩ là mình cứ đen đen lấp lánh được với nhau á. Em cũng đồ lấp lánh được không? Chết thiệt, hai đứa mình trời ơi chết. Quá hợp lý. Mời Yến về với Thành và Tú về với Giang. Đây, Tú về Trường Giang nữa hả? Trời đất ơi, hai đứa y như event của tụi tôi vậy thiệt á. Đặt coi nè. Không, đó, không. Trời ơi, dễ sợ không? Đó. Hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay, đầu tiên sẽ được chào đón Phan Mạnh Quỳnh. Rồi hoàng hôn lại tới, nhìn mây về núi, cảm giác cô đơn thêm một lần nữa ghé thăm. Ngày nắng đã tắt, từng hạt nắng dần tan, nhường ưu tư cho đêm êm đềm. Từng nỗi nhớ nối nhau hóa những ánh sao miên man trôi mãi trên nền trời. Đánh thức nỗi đau ngỡ đã khuất sâu, không mong muốn bắt giác quay về.
Tôi muốn quên em đi, rất muốn quên em đi, để tìm lại niềm vui, để sống thiết tha hơn. Thôi những đêm bâng khuâng, thôi những giọt nước mắt cô nên mà nhớ, đôi khi vẫn rơi. Lại nhìn về đôi tay, điệu nhạc hòa tâm can, nhẹ nhàng hòa cơn gió khác hơn trong lòng. Giờ ngày bớt cô đơn, tôi muốn quên em đi. Là hai hướng nghĩ khác khi ta nhìn đời ta. Ừ, tôi sẽ mãi còn thích lênh đênh, và em tất nhiên chẳng muốn như vậy, vì đời sẽ luôn bấp bênh gập ghềnh. Đã biết thế rồi vẫn biết vô vọng, nhưng xin giữ riêng em trong đời. Biết đến bao giờ ánh mắt nụ cười tôi yêu đương sẽ mới phai nhòa. Tôi muốn quên em đi, rất muốn quên em đi, để tìm lại niềm vui, để sống thiết tha hơn. Thôi những đêm bâng khuâng, thôi những giọt nước mắt cô nên mà nhớ, đôi khi vỡ rơi. Lại nhìn về đôi tay, điệu nhạc hòa tâm can, nhẹ nhàng hòa cơn gió khác hơn trong lòng. Giờ ngày bớt cô đơn, tôi muốn quên em đi, rất muốn quên em đi, để tìm lại niềm vui, để sống thiết tha hơn. Thôi những đêm bâng khuâng, thôi những giọt nước mắt cô nên mà nhớ, đôi khi vẫn rơi. Lại nhìn về đôi tay, điệu nhạc hòa tâm can, nhẹ nhàng hòa cơn gió khác hơn trong lòng. Chờ ngày bớt cô đơn, tôi muốn quên em đi. Tình giờ như chiếc lá bay bay khi gió về, buồn như viên đá ung dung nghe tiếng đàn. Chẳng biết bao lâu tôi muốn quên em đi. Quỳnh thì đến với chương trình này rồi ha, cho nên là cho phép anh chào hỏi Thùy Chi trước. Đến với một cái chương trình mang cái tính chất giải trí như thế này, hình như nào giờ Chi ít tham gia lắm đúng không? Vâng ạ, ở Sài Gòn thì em đây là chương trình đầu tiên ạ. Chương trình đầu tiên, có cái lý do gì không em, hay là bởi vì do khoảng cách xa xôi của mình ngại bay ra bay vào để mình tham gia những chương trình như thế này? Tại vì em nghĩ là hồi xưa em không vui lắm, bây giờ em vui hơn. Là... Chi tặng khán giả like đoạn nhẹ xe đạp. Đúng rồi, xe đạp, đạp thích đi. Xe đạp lắm. Rồi còn đi học nữa nha. Rồi cấp 3 đó. Rồi được khúc này, 2, 3. Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp. Là lần em nghe tim em vu vơ xuyên xa. Trời hay quá. Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong rồi có nhau. Đạp xe trên phố tan trường. Trời ơi, ăn cái gì mà hát hay, trời ơi thiệt. Ngọt mà nó ngọt như mấy lùi. Nãy có người nói về em sai phải không? Nói mà anh nghe được, anh mắc cười mà anh thấy đúng thiệt. Nói chứ trời đất ơi, bé Chi nó hát mở màn, nó hát live, nó hát như nhai đĩa. Chắc nhỏ nó bình thường không ăn cơm mà ăn đĩa không đó. Nhưng mà khen Thùy Chi không mà không khen người kế bên cũng đúng. Làm sao không khen được nhân em? Vật này là một trong những cái người nhạc sĩ trẻ mà em thích nhất. Anh cũng vậy. Hiện nay âm nhạc cực kỳ có thái độ. Mà anh rất thích cái màu sắc âm nhạc của Quỳnh. Màu sắc âm nhạc là nghe cái biết nhạc Phan Mạnh Quỳnh nha.
lẫn bữa nay có hai khách mời là tôi chịu rồi nè. Chị ơi, giờ em thích về đội nào? Thì em lần đầu tiên em lại không có kinh nghiệm ấy. Vậy hả? Vâng. Thôi bây giờ vậy đi, làm khó nhỏ tội nghiệp nó không có nói được. Thì bây giờ thôi, đã lỡ đen đen hết rồi, bên kia bắt teo hết đi. Quần Âu. Vậy đen về với đen nha. Dạ. Trong sáng nhẹ nhàng về với bên kia. Mời Chi và Quỳnh. Rồi. Bên đen thui ha, bên sáng trưng ha. Đó. Tự nhiên dòm xuống quá. Hai cánh hai bên mình cảm giác như trong phim phe chính diện phe phản diện vậy. Không, khi mà nghe Thùy Chi với phe mình Quỳnh live á, sao mình thấy ức chế bản thân mình em muốn lắm. Like không Yến? Không Yến nó like là mình lại nó luôn. Lại anh tự lại nó rồi, dễ sợ. Trời, dễ sợ lắm. Em tự biết luôn mà. Không Yến, em có duyên lắm thiệt. Dạ em biết mà. Ủa biết luôn. Chị Yến hát hay lắm đó. Hát dở. Có MV đàng hoàng luôn á, em coi rồi nè. Ôi em hay lắm. Hát hay cô. Hát hay đâu có nghĩa là mình sẽ hát hay như ca sĩ đâu. Không, hát dở. Em hát chị hát em hay. Em đẹp thôi, hát thì dở, công nhận. Nè nè, ai đưa lấy ly cà phê ra quán ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên. Xin mời 7 người chơi của ngày hôm nay. Tạo dáng kìa. Em có ý để kiến. Để tôi coi sao dáng. Mình hỏi từ số 7 ngược lại được không? Thôi tội nghiệp bé số 1 em. Thấy Yến với Tú xuất hiện chương trình này, nó tạo dáng nó chặt liền vậy đó. Tạo cái thế chị khó vậy trời. Vô cái dáng đúng là sao? Cái dáng vậy là sao em? Yến đau bụng quá anh. 2, 3, tao. Hay quá. Đây, ủa xong bé đã đứng lên lại rồi. Mỏi hay cơ thì rồi đó. Coi vừa. Chọn cái dáng cho khó vô. Đây, mời các em coi công việc của cô ấy là gì nha. Hay vậy, trời ơi, đảo phục. Công việc của bạn ấy là làm nhà mô hình handmade. Trước tiên chúng ta thấy đây là một bộ đồ không bình thường. Có can thiệp qua ốc thẩm mỹ. Từ cách trang điểm cũng khác thường. Dẻ mắt sắc bằng bộ đồ nghệ sĩ lắm. Trước tiên là phải quan tâm tới nghệ thuật. Nhưng thưa quý vị, đây là một nhân vật nằm trong một nhóm nhân vật mà vô tình tôi vừa tạt ngang và gặp được ngay trước cửa toilet. What? Sao có những cái cuộc gặp gỡ định mệnh mà nằm ở cái nơi mà không ai mong muốn gặp? Dạ, mà anh... Thành cứ gặp hoài vậy? Lại là cái toilet. Thì trong đó còn hai đối tượng tình nghi đang trà trộn trong đây. Một lát em sẽ hủy mùi từng người của người nào còn. Trời, ủa chương trình này quán giọng hay đón mùi? Đúng rồi đó. Không phải mùi đó. Tại sao tôi nói như vậy? Trong câu chuyện ngay cái cửa toilet đó là những con người tự tin bàn thế này nọ ra vừa gặp em. Anh biết cái hết hồn đó không? À, sợ người ta nghe câu chuyện mình. Anh biết mình là ai. Như vậy thì ba đứa nó chơi với nhau, đâu lý gì ba đứa hát dở. Đâu có sao ra em nè, Yến với Tú hay đi chơi nhau nè. Đâu có bàn âm nhạc bình thường giống như em, anh mà bàn với nhau mình cũng không hát hay đâu. Thành hát hay. Hay. Nhưng mà bây giờ trước tiên là bé này là phải hay. Hôm nay 7 người bạn của chúng ta đều mặc trang phục của Ivy Moda tài trợ. Chứ không phải là bộ đồ của bạn ấy lựa chọn. Không biết, nhưng mà bạn này sẽ có can thiệp cái gu của bạn ấy riêng. Mặc dù là được phát cái bộ đồ. À, đây, áo của em của Ivy Buddha đây. Đây. Ừ. Nhưng em tự em gắn đồ vô. Dạ vâng, đó. Cứ cho cảm giác hay cho em đi nha. Rồi tôi sẽ tiếp tục tính sổ đến những người còn lại. Nhưng mà trước khi mình tiếp tục câu chuyện, có thể cho em dừng một phút được không? Sao em? Cho cô số 7 đổi dáng được không? Đẹp. Đó, nãy vậy nè.
Như vậy là không quen với cái đôi giày cao gót. Trường Giang vừa nói thì thôi em lỡ em nói luôn. Số 7. Là chung khu toilet chia số 1. Là chung khu toilet chia số 1. Đồng bọn đúng không anh? Đồng bọn. Như vậy thì wow. Nếu Trường Giang nói như vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy cái nhóm ở trong cái khu vực đó, cái xác suất nó hát dở nhiều hơn. Với cái sự thời trang, với sự tạo dáng cá tính gai góc như thế này, nhưng làm một công việc rất tỉ mỉ. Và lúc bạn ấy hát mà ôm một con mèo thì không liên quan gì nhau chứ. Đúng. Nhưng mà nãy yếu coi cái nét mặt của con mèo không? Mèo mà khó chịu lắm. Nó khó chịu hả? Thì đó tự hiểu. Không có mèo mà nó khó chịu cái thì đó tự hiểu vậy. Yến chưa có câu trả lời. Chúng ta hỏi những người có chuyên môn. Quỳnh, mời em. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Trời ơi trời. Sao giống họp giao ban vậy em? Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài Mình học cách mèo kêu gì đó. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em các bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì của Long? Vặn mấy cái micro với lại tai phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. Phải vuốt đang nói về con mèo. Thùy Chi, em thấy thế nào? Nè, người ta là cô giáo, người ta nói chuyện nè. Anh à? Anh sẽ nói gì ạ? Em qua họp với Phan Mạnh Quỳnh. Em thì tại vì lúc đầu em cứ mãi nhìn cả 7 người luôn ạ. Cả lúc có cái clip của bạn ấy em vẫn nhìn 7 người. Để em có một cái tổng quát cho nó đỡ phải trả lời nhiều ấy ạ. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Với cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. À. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Wow. Sẽ bị thương. Bị thương. Vâng. Ủa mình là cô giáo, mình dạy bên thanh nhạc hay là mình dạy bên nha khoa? Mình dạy bên điều dưỡng hả? Không ạ. Em có dạy thanh nhạc đâu. Chứ em dạy bên gì? Đàn ạ. Của em tan rã rồi. Piano. Em cũng dạy hát piano nữa. Như vậy ý của em là quái hát không hay bởi vì quái niềng răng đúng không? Em mới chỉ nhìn được như thế thôi ạ. Ok, mời Tú. Đội em hôm nay điềm đạm quá nên thôi em cũng phải nói chuyện điềm đạm cho nó cân bằng. Em cứ sống thật với mình đi Tú. Dạ không, thôi đây là bản mặt thật của em. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó. Nó đâu có đeo cái gì đâu mà sao nó cũng có, khó vậy? Có đeo. Không, nói em đeo. Em đâu có niềng đâu, xem nó cũng khó vậy. Em đang tập cho đỡ bị đớp. Vậy hả? Bé nó có hai cái răng thỏ. Bình thường em có cái gì vướng cái miệng em không mà. Cho nên là mình phải nói chậm thì em nghĩ là bạn đó hát không hay. Không hay luôn. Rồi Giang, ý em sao nào? Em thì cũng có cảm giác là hát không hay. Còn cái việc mà niềng răng một tí hay là không niềng răng một tí thì nó không có thể biến một người hát hay thành dở hoặc là dở thành hay được. Sai, anh bậy. Sau khi em làm răng thỏ rồi em khẩu hình miệng của em nói chuyện bị đớt. Đáng lẽ làm răng thỏ nó không có đớt anh. Tại ba thêm, ba thèm. Cái xin thêm. Bây giờ làm cái răng hải ly nó dài ra thế này nè. Bây giờ mới đớt. Chúng ta để bạn số 1 lại đó nha. Số 2, bạn ấy công việc là thêu mà thêu icon. Chúng ta xem nào. Quán mình có máy theo á, sao mình không theo? Sao mê tay vậy? Đi ra đây chỉ cho. Cái này là máy theo vi tính. Thì em chỉ cần chọn hình, chọn màu và em ấn tab thì nó sẽ tự theo cho em thôi. Máy đây là máy á, nhưng mà em là một người ở phương Tây chân chính. Nghe giọng luôn kìa. Ừ.
Em thấy biên tập lừa gạt quá à. Sao vậy? Tại vì biên tập á nói là cho mình cái clip để coi được cái nghề nghiệp của bạn mà không hề quay trúng cái tay. Đâu có biết được cái nghề đó phải nghề thiệt hay không đâu. Em nghĩ là bạn đó sẽ hát không hay. Là mấy cái khẩu hình miệng nó bị bập chạc lắm. Thực ra em cũng không có kinh nghiệm nhiều trong những môi trường này ạ. Ở khu vực này ạ. Nhưng mà em khi em nghe giọng bạn ấy nói chuyện ấy ạ, anh Giang ạ. Có cái độ ngữ điệu. Vâng, có ngữ điệu và nó cũng có cảm xúc hơn những người mà hát không hay. Thường chương trình của chúng ta đó là những cái câu thoại trước đó của các bạn sẽ bị xử lý làm cho méo tiếng đi. Thôi nhưng tại sao cái cô nàng này nói một cách rõ ràng cho chúng ta nghe như vậy? Vì đó là một âm mưu tương kế tụ kế. Cô Nguyễn Thị Ngân sẽ cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ để chúng ta cảm thấy rằng ơ cái gì mà dọn sẵn mâm dễ ăn như vậy. Chúng ta sẽ nói ông nhỏ này cài vợ nè. Nhưng thật ra bạn ấy hát hay thật. Tại vì cái gương mặt nó nhìn rất chủ động. Và bạn Ngân đã bị chúng ta bắt qua cái mưu kế của bà rồi. Không trúng kế được đâu Ngân. Em còn non lắm. Còn ý kiến của Quỳnh thì sao? Em nghĩ bạn hát hay, bạn hát bài Em Gái Mưa đấy. Nghe có vẻ nhìn ra được luôn bài Em Gái Mưa luôn. Em đã lụi thôi, mọi người cứ em đoán thế để cho mọi người tưởng nghĩ là em có chuyên môn ấy mà. Em có chuyên môn ấy mà. Thì em có chuyên môn thật đâu cần phải nữa vậy. Ủa là sao? Em làm cho mọi người nghĩ là em có cầm em biết vấn đề ấy, nhưng mà thực ra em chém gió thôi mà. Thì nhưng mà em thấy bạn là hát hay đó, kiểu như là cũng hát gọn gàng cái giọng cái nốt ra rất là có cá tính, nên gọn rất là dễ thương, thì em đoán là thế. Còn với Hoàng Yến, theo cái bộ óc suy đoán của em, dòng nào chương trình cũng tự nhiên có cô này được nghe nguyên giọng từ đầu đến cuối đó, định lừa mình. Em cứ đoán là chắc chắn là hay. Anh thấy không, tự nhiên trang phục lên cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Nhau dễ sợ. Tụi em không biết cái gì nói y như đúng rồi anh. Tiếp theo mình đến với bạn số 3. Mình coi coi bạn ấy làm nghề gì nha. Quá ta. Được ha. Đó. Dạo này vợ con sao rồi? Đứa lớn thì đại học anh, còn đứa nhỏ nó mới học mẫu giáo ha. Con anh rồi nó học trường gì? Bây giờ nó nhỏ con gái lớn đầu á. Mới ứng tuyển. Cái trường ở bên NASA. NASA hả anh? Bên NASA. Thôi để tôi kêu con gái xuống ha. Dạ, anh gặp kêu, nha. Dạ, kêu bé xuống. Con ơi. Con học là bên NASA luôn á hả? Cái này mới ghê nè. Bên NASA người ta hát hay lắm. Ở trên. Không mà hát cũng được nữa anh. Con hát cho chú nghe đi con. Những lần trước em có nói là theo thông tin từ NASA gửi về cho em. Và không biết NASA có gửi cho em thông tin của con bé này không ta? Có. NASA mới báo con nhỏ này ở đâu trà trộn vô. Cô này đang hát bài của Phong Quỳnh. Chữ ta băng qua thung lũng. Thế à? Dạ yeah. Đúng vậy. Em không nghe thấy thế. Em cũng để ý bạn số 3 này từ nãy rồi ấy. Phong cách của bạn khác với những 6 bạn còn lại. À đúng 6 nhỉ? Đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Với cả vừa nãy ạ, mà anh Giang đoán là cái gì ta băng qua cái gì đấy đấy. Đúng lũng đấy. Em lại nghe thành bài khác đấy. Bài gì đấy? Theo em anh thì về. Em nhìn thấy cái khúc đấy ạ. Em mới vô làm cho có kinh nghiệm được trời ơi. Em còn không biết luôn đó. Tên lên đi, hãy tên lên. Không cần biết bài này băng qua cái gì. Trước tiên, bạn này là người của NASA. Trên đó thì không khí loạn nó dễ khùng lắm, hiểu không? Thì bây giờ cái cô này á hát lơ lửng gọi là gì? Môi trường chân không luôn. Ý của em là cô ta hát dở chứ gì? Dạ. Trong cái clip vừa rồi anh thấy bạn này rất là rụt rè. Khi mà được giới thiệu như vậy bạn ấy cảm giác rất là ngại á. Làm sao tự tin được không khi gì? Mình khi mình hát dở như vậy? Minh Tú, em nghĩ là hát hay. Chị này sẽ hát nhạc đồng quê hay. Nhưng mà em muốn hỏi một tí ạ. Là
tức là khi mà bạn ý hát lên thì người ta cũng sẽ làm méo cái tiếng thật của bạn ấy luôn đúng không ạ? À không em, maybe thôi. Khi bạn ấy hát cái nốt cuối cùng mà mình nghe được thì là hầu như là à? Đó là cái giọng thật của bạn ấy. Ui, thật à? Đấy rồi, bị hoang mang là vậy đó. Lên nha, có thể làm méo nha. Đúng rồi. Nhưng mà cái xác suất rất ít lắm. Ok, tiếp theo, bạn số 4. Công việc của bạn ấy là sản xuất sơn. Mơ của em là đại ca sĩ. Chạy Tú. Báo cái hung tin nè. Hung tin sao? Anh nói với anh Phán đi anh. Bạn này tại sao ước mơ làm ca sĩ? Tại vì không bao giờ bạn ca được. Nhưng khi kịch bản không nói gì sao anh? Bạn này ca là vui bung nóc luôn đó. Vui lắm luôn đó. Vui lắm hả? Em coi chừng nha. Nha, đã có tập em bị bà Ngân bà lừa. Từ đầu đến đuôi em sai hết đó Thành. Vậy giải viết lên cây giống tôi không? Thật ra thì lý trí em nghĩ bạn này hát không hay. Còn con tim em thì đồng ý với lý trí. Trời ơi. Ý kiến của em thế nào? Nó viết nhạc nhiều quá nó khùng rồi. Lại là một cái thuyết âm luôn. Đã đi vô làm sơn là một môi trường rất nhiều hóa học. Cái làm giọng mình bị sao khàn đặc. Chính vì vậy mà người ta sẽ nghĩ bạn này hát không hay. Ừ. Nhưng thật ra bạn này hát hay. Tại điều nhìn cũng có ngoại hình mà đẹp là được. Không biết là mình có thể tìm được người hát hay hay hát dở. Nhưng mà hôm nay là tính mạng Trấn Thành rất nguy kịch với hai nhân vật kế bên. Còn Chi? Lúc mà nhìn thấy bạn ở đây này, hiện diện tại đây luôn này, thì em nghĩ là không hay. Nhưng mà đến khi mà phát clip em lại thấy là hay. Tại vì là nó có cái tiếng cuối cùng ấy. Đúng. Nó không bị bẻ tiếng như cái bạn số 3. Thì là hay. Em đoán là hay. Là hay. Còn Tú thì sao? Nhưng mà em nghĩ là không hay ạ. Vẫn là không hay à? Dạ. Em tin vào cái cảm giác ở đây nhiều hơn là trong cái clip. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn theo Tú thì em thì em nghĩ bạn hát hay. Tại bạn đẹp trai là một. Thứ hai cái giọng bạn nói nó ấm. Với một con người ế như em cứ đẹp là được. Cái thương á, chồng một siêu mẫu mà vợ nói ế tội nghiệp quá. Nhỏ tới đây kiếm chồng. Trời ơi, em có kiếm đâu. Đợi chị bán em không à. Em bán kiếm chồng mà. Em không có kiếm. Em chỉ cũng muốn tốt cho em thôi cơ. Thành cho hai em ly cà phê luôn Thành. Quán đóng cửa, không muốn tiếp hai đứa nữa. Rồi mình đi tiếp nào. Bạn số 5. Wow. Xem về bạn ấy nè. Giống Châu Đăng Khoa quá. Trời ơi, em lùi đến đâu đúng không? Giống quá kìa. Only you can do make all this world seem right. Only you. Này có sức hút với chị quá không? Chị có cái này giúp em nha. Còn bao nhiêu thì lấy hết cho em. Trời ơi. Coi xong clip mọi người biết bạn ấy làm gì không? Khách. Làm đại gia. Vô mua hết nguyên xào đồ. Khi đi mua giùm cũng được mà anh. Là cái đây là ta gọi là rich kid đúng không? Rich kid. Bạn này mà hát hay nữa là ngon, làm ca sĩ ngon à. Có thể bạn ấy đang là ca sĩ trẻ mà chúng ta chưa biết thôi. Đúng vậy. Nên vẫn không hay. Em cũng thấy không hay ạ. Ủa vậy luôn hả? Không hiểu sao nhìn cái phong thái của bạn em đoán là bạn không hay. Còn Tú sao em nghĩ em không, cái này bị
Bị gì? Bị đẹp trai nhưng mà bị trâu chuốt mà nó điệu á. Tại làm đại gia mà em phải trâu chuốt chút chứ. Không, em nghĩ là bạn rap hay nhưng mà hát không hay. Thật là cái giọng nói của bạn ấy, mặc dù trong clip mình cố tình mình cắt bớt cái tần số thấp đi, nhưng mà giọng là giọng nói cũng giống Châu Đăng Khoa và giống anh Chi Dân lắm nha. Nhưng mà giọng hát thì em cũng chưa có cái tổng kết nào được. Tuy nhiên thì bởi vì mọi người đã hỏi thì bạn ấy hát hay đó ạ. Quỳnh nói như đi họp nhưng em chưa có cái tổng kết nào. Trời ơi. Còn Yến sao nào? Bạn này thì cho em cái cảm giác là rất chảy chuốt, chỉnh chu. Mà càng thể hiện nhiều là hình như là hát không có hay mới thể hiện nhiều. Bây giờ số 6 đang lo kìa, giống vậy luôn nè. Hai cái người này giống cái cảm giác giống nhau luôn đó. Số 6, bạn ấy công việc là làm đầu bếp. Đó. Đầu bếp, rang biển. Quen quá. Em ơi, giao xong chưa? Xong rồi anh ơi. Đẹp trai luôn. Giống chụp kịp luôn hả? Sao lần nào luôn. Sao lần nào mình nhìn á, mình đoán xong mình nghe cái giọng mình cũng bị ngỡ ngàng chứ. Cái hàm dưới á, nó có độ rung nhẹ, nhảy nhịp nhàng và nó linh hoạt. Nên hát hay đó. Hay đấy. Hay. Em nhìn mặt lúc đầu em cũng đoán là hát hay. Nhưng xem không ạ, em chưa nhưng ạ. Chưa nhưng. Xem clip thì thấy giọng Bắc em cũng vẫn nghĩ là hát hay. Tuy nhiên. Cũng không tuy nhiên gì, lúc sau ra cái giọng. Thành tử khá ố quá Thành. Anh Thành nghiêm túc chưa ạ? Rồi. Rất nghiêm, anh nghiêm túc. Em mời cô giáo đang phát biểu đề nghị nghiêm túc. Ok, anh không nhưng không tuy nhiên anh rất nghiêm túc. Vâng ạ, xong tiếp khi mà đến cái giọng của bạn thì em lại nghĩ đây là một cái giọng mà bị biên tập làm méo tiếng. Về cấu tạo, bạn này là theo kiểu là mồm trôi chảy, đớp táp rất tốt. Đấy. Cái gì ạ? Đớp táp. Đớp táp. À. Cô giáo mà cô giáo không quen dùng từ đấy. Có cô giáo chưa dùng từ đấy là mình phải nói những cái từ cho nó chuẩn mực nè. À đấy. À, bạn này phun thở rất tốt. Đấy. Lấy hơi đúng không? Này phun thở rất tốt. Bây giờ vẫn đang đẹp nha, đang thiết cảm đấy. Giờ cứ cho là tốt đi. Rồi, mời tới thầy giám thị nè. Dạ em cũng thấy hay là bạn kiểu dáng cũng thể thao lắm. Tức là bạn ấy rất là năng động nha. Tức là trước đây có tham gia công tác đoàn. Qua tới thầy giáo phụ trách đội rồi. Hay vậy. Có thể hát được những bài phong trào rất tốt thì thành thử ra. Nhưng qua tháng năm thì giọng bạn cũng sẽ càng ngày càng tốt lên. Thì em nghĩ là qua tháng năm á rồi. Với cái kể như dữ biết ta luôn á. Phải, em thấy Quỳnh nhận xét lời nói nó như là viết nhạc vậy đó em. Em vẫn nghĩ rằng bạn hát tốt đúng không? Dạ bạn hát tốt ạ. Qua tháng 5 giọng hát càng ngày càng tốt lên. Vâng, giọng khá là chắc ạ. Và rất là sáng sủa. Mình nghe những người mà rất là mô phạm nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Quá, cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị. Nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Ý của lúc này lúc kia, chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. À, mall. Mall đi rồi, mall đó. Department store, không chịu. Mỹ, bên Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mall thấy á. Theo mall thấy là bạn này có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Một và thấy có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn. Sẵn mo nó mai gu, nó mai gu. Ok thôi chị sai. Tú nói bạn này phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả? Nói gì? Cô em là anh đó. Cô em là anh đó. Ồ rối quá, rối quá. Em rối quá. Chết thiệt, em rối quá. Rồi, đi tiếp nào. Cô bạn số 7.
Chào chị. Từ gư bông hoa luôn. Thì đó. Làm người cắm hoa hay làm người chùi hoa vậy? Dở nha. Sao vậy? Dở. Mặt dễ thương quá mà. Mặt dễ thương nhưng dở. Dạ đúng. Thưa anh, với tình cảnh của thị trường hát hay hiện nay đang tràn ngập thị trường thì không ai có thể đủ tư cách để ứng tuyển hát dở như số 7. Đúng rồi, anh nó đúng ý em quá. Tại vì bây giờ anh nhìn đi, số 7 em nó mặc cái style của Minh Tú thì cái tiếng hát của nó cũng sẽ na ná như vậy thôi, anh hiểu không? Có cái sự đột phá trong âm nhạc chứ không phải thế này đâu. Đúng rồi, anh nói từ đột phá là đúng rồi, đúng rồi. Đột phá đúng không? Đột phá đó. Đúng. Thì em nghĩ cũng... không những đột phá mà đập phá luôn nha. Phá luôn. Đập phá luôn. Sẽ hát làm cho mọi người vui ấy, cho mọi người xả stress hôm nay. Xả stress. Dạ. Hết ạ. Đúng không? Đúng không? Chính xác là nó đúng ý em á. Đúng ý mồ quá. I love you more. Yeah. Okay. I love you. Okay. Mệt ghê luôn á, mệt cái bình nghe luôn á. Đây, gia đình bình thường là nói anh nghe coi Tú. Em nghĩ là chị này hát không có hay. Thì bà mua đồ giống em đó. Hơi bậy. Trời ơi, bộ đồ em đi học phụ huynh đàng hoàng nha. Thanh lịch nè, anh đừng có chỉa xó cái gương thời trang của em nha. Em muốn hỏi một tí ạ. Hỏi đi. Bình thường ấy, thì sẽ có một cái thống nhất là bao nhiêu người hát dở, bao nhiêu người hát hay, hay là tùy chương trình là có người... Không có sự thống nhất nào cả. Không, nó tầm khoảng 50-50 đó. Chi nó chơi game show có tâm lắm anh nghĩa. Tính toán kỹ lắm em. Chơi mà nó nhiệt tình, nó không tích tỉ mỉ từng ly từng tí ngồi. Thiếu điểm có lấy cái sổ tay ghi chép mà. Vậy thôi bây giờ mình hội ý với nhau đi nha. Hãy chọn ra một bạn hát không hay. Bắt đầu. Hết giờ. Đồ Trấn Thành có sự lựa chọn chưa? Sao em? Ladies and gentlemen. Yeah. Ở đây các bạn đều rất là stylish, rất là trẻ trung, hiện đại và có cá tính. Âm nhạc từ chị hôm nay xin cho hỏi là em sẽ hát song ca bài gì? À, được nói luôn ạ? Được. À, giữ em đi ạ. Em hả? Dạ. Em đã mất bẫy của kẻ địch rồi. Sau khi nghe bài hát của em, người ta sẽ loại hết những đứa hát hay để cho em hát những đứa hát dở. Tại sao em có thể sống với một cái người đàn ông mà người ta có thể tiêm nhiễm vào đầu mình những cái điều tiêu cực như vậy? Em tin vào anh Giang rồi ạ. Người ta có lòng tin, người ta mới về bên đó. Tại sao có thể tin một cái người như vậy mà? Tin đồng đội. Như thế là trung thành. Bây giờ mà Thùy Chi không tin Giang mà tin em mới lạ đó Thành. Đúng rồi. Em gạt quá lương. Quỳnh là hôm nay hát gì? Bài nhạc. Hả? Nhạc. Bài nhạc. Dạ. Bài nhạc. Bài tên nhạc. Bài tên là nhạc đó anh. Bài tên nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo đúng rồi. Bài hết rồi, tưởng bài nhạc. À. Bài nhạc nhạc nhẽo. Tiếng Duyên. Thích mò quá. Mò mà. Mò. Thì bây giờ nè, phải tìm cái người đàn ông có cá tính để hát với Quỳnh. Thì hiện nay cái khu vực em tia là đang 5-6, em đang có niềm tin nha. Em đang là niềm tin nha, nha. Nha. Dòng này mình loại số 4, dòng 2 mình loại số 5. Vậy à? Đừng làm chuyện đó Giang. Bởi vì tôi sẽ loại số 4 nha. Đừng làm như vậy. Thành ơi, đừng làm như vậy. Số 4, anh tin chắc là bạn này sẽ có rất là nhiều điều thú vị cho chúng ta xem tiếp đó. Em thấy số 4 hát hay mà, hay anh. Đúng. Ok, đàn anh của anh mà. Anh phải nể mặt chứ anh em. Ok. Bây giờ ok, kế bên số 4 thì... Anh xỉn đâu anh. Kế bên số 4 thì cũng có một dáng đứng bến xe. À, bây giờ đi bến xe. Hồi nãy rất là trong trên, bây giờ thì lại rất là buông xuôi. Buông xuôi. Kệ đó, không còn gì để mất á. Không còn gì để mất á. Sao cũng được. Thì em nghĩ vậy. Khi cô bé nó đã thể hiện cho mình thấy là không còn gì để mất thì hãy để cô ấy thể hiện vậy. Vậy là em chọn số 3. Ba. Ba. Đại. Thưa quý vị, người ta nói rằng khi mình đứng thẳng thớm thì lúc nào cũng lấy hơi tốt hơn là mình phải cong người, đúng không? Ai ai biết luôn á. Hiểu rồi. Biết luôn á. Vậy thì
Vậy thì chắc đội bên mình chọn vị trí số 1. Thấy chưa, tôi biết số 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chốt số 3 và số 1. Đó là sự lựa chọn của hai gia đình. Xin mời em gái số 3 hát trước nào. Hay quá em ơi, thấy cô giáo nói chính xác không? Nãy cô giáo phán trong cái clip này, bạn này bạn hát cái câu bài này luôn. Đúng không em? Phải trong clip em hát bài này luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế xuất sắc quá chị. Cô giáo tuyệt vời. Giờ tin cô giáo chưa? Phải chi để bé này hát mai phục cuối cùng với Thùy Chi thì còn gì bằng nữa đúng không? Cái giọng này hát với Chi quá hợp lý luôn. Sao vậy Thành? À, cái gì vậy Thành? À, nãy làm như ai nhập em á anh chứ. Ai nói chứ không phải em nói đâu. Giọng nói hay gì? Đó là tôi muốn. Hồi nãy đợi bên đây chọn số 4 nhưng mà vì một lý do nghịch cảnh nên mới chọn số 3 đúng không? Dạ. Cảnh anh tội. Anh nói gì đâu. Không phải có cái gì trơn tội. Em nói chọn số 5 đi, anh cứ chọn số khác. Không phải. Số 3 hay mà. Tại vì bà số 3 bà đứng, anh nói thiệt em. Em đứng cái dáng đứng nghe không có trách nhiệm cái giọng hát của em. Còn bà đứng nghe. Ủa em tưởng anh làm 4 mùa anh phải biết chứ. Thì có trời. Em quá trông đợi vô anh, em tin anh. Em tin anh.
Thì anh xin lỗi em. Em giới thiệu cho mọi người biết về mình nào. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Đại Nghĩa cùng các anh chị hai đội chơi và các bạn khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Mỹ Hạnh ạ. Hiện em đang là sinh viên nhạc viện ạ. Trời ơi, thấy chưa anh? Nhưng mà hồi nãy Trường Giang có đồng ý tôi, lúc bạn ra mà bạn búa cái nhịp tôi với Trường Giang còn tưởng là hát dở. Vậy mà cô giáo vẫn biết, cô giáo ơi. Diễn đấy. À, lừa đấy. Tại vì em còn tin vào cái clip lúc đầu luôn. Thế sao lúc nãy cô vẫn bảo em chọn? Đâu, tại vì anh bảo là 1, 3 hoặc là gì đấy. Thì em bảo vâng, thì em đồng ý số 1, số 3 em quên mất. Cô giáo cũng phải có lúc quên chứ. Vậy xin lỗi nhà em nhá. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Được một bài hát rất là hay nha. Chào em. Vậy là gia đình của Trấn Thành chọn sai rồi. Hy vọng gia đình của Trường Giang chọn chính xác. Trường Giang chọn số 1. Xin mời em. Anh Thành trả lời. Đó, kìa. Đó. Dằn mặt đó. Đó. Mặt kìa đó, rất thần thái nha. Ánh mắt rất sắc. Đó. Hay không? Hay không? Thôi không tin anh nữa. Trời, đứng yên luôn kìa. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em nghĩ bạn hát tốt. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Mấy cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. À. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Lè loi lè loi anh nằm. Mộng xếp ô hoài cất vào lòng đời ta như mây khi ngại gió giận mưa bồng bềnh như chưa bay khắp núi ngàn nơi hoang tàn ai có nghe tiếng ca lúc hoàng hôn xa xa kìa có mùi chuông đang đinh đang đinh đang khép mi lại nên nỗi niềm không mệt nhoài. Đời ta chưa say nên còn ngây con ngờ màu ai chưa tô lên nỗi nhớ ha ha ha. Khúc hoàng hôn thay tiếng nói yêu đời thay áo mới tâm hồn như phơi phai này đong đầy. Da-dum, ba-ba, da-dee-dum, da-dee-da-dee-da-dee-dum, da-doo-doo-bum-bee-day. Do-da-bum-ba-ba-dee-dee-dum, ba-ba-dee-dee-dum, dee-da-dee-da. Do-da-bum-bee-dee-dum-dee-dum-dee-dee. Ai có nghe tiếng ca lúc hoàng hôn xa xa kìa có mùi chuông đăng đinh đăng đinh đăng khép mi lại nơi nỗi niềm không mệt nhoài đời ta chưa say nên còn ngây còn ngờ màu ai chưa tô lên nỗi nhớ ha ha ha. Khúc hoàng hôn thay tiếng nói yêu đời thay áo mới tâm hồn sang ngời.
ơi. Trời ơi, không ngờ được. Cho ôm cái nha. Hay. Hát hay quá. Cô này chắc cô có hay hát nhạc Pháp hay nhạc Tây gì lắm nè. Xuất sắc luôn. Cái cảm giác em hát mà như chơi, em mẹ đùa ơi, với âm nhạc chứ không cần phải một cái sự cố gắng nào hết. Trời ơi, xuất sắc. Em là người chơi hát hay nhất cái mùa này với anh. Cảm ơn anh. Bây giờ âm nhạc muốn hay không phải chỉ đơn giản là mình hát được nốt cao hay là mình làm cho nó đúng nhịp này nọ. Âm nhạc bây giờ mọi người nghe trên thế giới thiên về âm nhạc của cảm xúc và thái độ. Và cái cao nhất của âm nhạc đó là cái cảm giác. Có nghĩa là khi em hát ra cái cảm giác nó phải đúng với cái tinh thần của cái bài phối và cái không gian mà em muốn cho người ta cảm nhận cái điều em đang trình bày. Thì cái vừa rồi em làm cho người ta cảm giác đúng những điều em muốn cho người ta thấy. Yêu đời rất là đỏ. Nó là không gian âm nhạc của em là điện ảnh. Nói chung là thank you, thank you. Anh rất thích. Thì có tiếc quá luôn đó. Bạn này hát quá xuất sắc. Khi mà bạn diễn á, bạn có những cái biểu cảm và thả hồn trong đó. Nó làm cho cái lời hát và cái biểu cảm của mình nó hòa làm một. Làm cho người xem thấy đã lắm. Giống như mình sống trong cái không gian này luôn á. Trời, ai chọn vậy? Ai chọn vậy? Cô giáo. Em hát nhạc Pháp với nhạc nước ngoài không? Dạ có ạ. Em hát kiểu hơi jazzy xíu. Love you on go sao? Những cái kiểu feel là biết. Dạ em tên là Bảo Khánh ạ. Mọi người thường gọi em là Trang. Cái bài vừa rồi là bài tên gì vậy? Dạ bài tên là Hoàng Hôn ạ. Bài đó là bài official của em đúng không? Dạ. Bài official của em luôn đúng không? Và của một bạn ngân sáng tác. Dạ có rồi. Anh về anh search anh nghe nha. Anh rất thích bài đó và anh chúc cho em sẽ được khán giả yêu thương thật nhiều sau chương trình này và anh chúc cho em sẽ nổi tiếng. Công việc của em là ca sĩ luôn đúng không em? Dạ em là nghệ sĩ làm mô hình thu nhỏ. Đúng thật là cái công việc của em luôn đó hả? Và em có đi hát nữa, nhưng mà đi hát là công việc buổi tối. Còn em có cho rằng đi hát là công việc chính của em luôn không? Em có một cách nghiêm túc với cái công việc đó hay không? Dạ em nghiêm túc, nhưng mà cái thời gian mà em dành cho mô hình vẫn là nhiều hơn. Em sao vậy? Em yêu thích cái công việc làm mô hình nhà hơn hả? Dạ. Ủa thiệt á hả? Nó tôi em nghĩ mọi thứ đều là nghệ thuật. Trong người bạn có nghệ thuật rất là đậm nét thì thầy cũng có thể vì bây giờ hiện tại công việc làm mô hình là chính của cô ấy nên cô mới hát thoải mái như vậy. Chính xác. Anh hy vọng là anh sẽ được nghe nhiều sản phẩm hơn nữa của em và tôi buồn lắm. Cô giáo cái gì? lật mặt cô luôn kìa, thiệt ác dữ sợ. Tài sản quá. Bạn cái người đàn ông em tin tưởng đó, em thấy không? Người ta lật em liền. Đâu, anh sao đang diễn thôi. Diễn cái gì? Cái gì em cũng diễn hết trơn á. Không phải, từ để em nói. Em bị phản bội mà em cũng không biết nữa. Em nói như thế nào? Không, thực ra em đã ở đội anh Giang rồi, anh Giang có phản bội em thì em vẫn tin anh Giang. Trời đất ơi. Trái tim chung tình. Tình yêu là mù quá. Trái tim chung tình. Mù quáng. Nghe cô giải thích. Bây giờ nè, nói chuyện. Thật ra ấy ạ, anh để em nói đã. Mời em. Thực ra là đây là nói thật ạ. Là khi nhìn thấy bạn này ở trong clip rồi nhìn thấy bạn ấy ạ, thì em biết là bạn ấy hát hay, tức là bạn ấy có hát được. Đây là em nói thật đấy ạ. Nhưng mà chỉ là gì đâu. Em sợ anh nhưng mà bởi như vậy, nhưng mà em nghĩ là em muốn làm cho biên tập vui, em muốn làm cho biên tập vui. Trời ơi. Một cái lý thật do mà ngang ngược như vậy em cũng có thể nghĩ ra. Biên tập sẽ nghĩ là lừa được em thì mọi người vui hơn. Rồi vô trang vỗ tay dành cho Bảo Khánh. Quá. Mời mọi người đến với vòng thứ hai của chương trình hôm nay, vòng siêu diễn. Ok. Ủa, cảm ơn em. Có nguy hiểm không? Trên YouTube em có coi cái này rồi. Có coi cái bài này rồi. Coi trong cái màu nó giật mệt lắm. Nếu mà hát thật thì khó nhưng mà làm thế thì ai chả làm được. Nhưng mà em thấy không? Trời giống. Không biết là khớp hay không khớp. Vậy hả? Nấu dịch rồi. Nhét miệng rồi. Những người ở đây bình luận phải mệt mỏi. Loại. Có cảm giác đưa cái bài này ra nhìn liêu liêu mấy cái người thì vậy đó. Kiểu mà giống như họ. Khách biết hát hay không đó. Kiểu gì? Rõ ràng là khiêu khích.
cà khịa mình đó. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ để tập được cái đoạn đó không có đơn giản đâu. Anh chưa thấy cái lưỡi của con Yến với lại Tú nó đánh đâu. Cái lưỡi của con Yến với Tú đánh rồi mà đánh trứng nữa. Anh nói hồi em tưởng tượng giống tắc kè rồi. Thử ra coi. Vỡ, làm được là hết vỡ. Vô hết. Em nghĩ là hát hay. Cán bộ cán diễn á. Để nghe cán bộ nói. Cán bộ phường nói. Làm đi. Mình chỉ phải đưa cái lưỡi ra ngoài. Mà chỉ ở trong bên trong là xong rồi. Nói thật nha, anh thấy em làm không có điêu luyện bằng Yến luôn á. Thì đúng rồi. Sao được, sao được. Đội Yến là nó lấy lưỡi xài hàng ngày mà. Hả? Tại gì vậy? Ăn uống nè. Em đâu phải chó đâu mà liếm của đó. Không, như em ăn. Không đùa em sao em không hợp tác với anh gì trơn. Cách hết, cách hết. Tưởng tượng à. Mà là ăn uống cái gì chúng nó. Thì em ăn cái gì khác nó được mệt lắm. Bây giờ cho nghỉ đi làm 10 phút được không? Hả? Em nghĩ là chị này hát hay. Chị hay. Diễn thôi. Thì chi sao em? Ờ. Đến em rồi. Anh chưa nói mà. Em nói đi em. Cái chim chung, cái tim chung tình. Vòng đầu em nói là bạn hát hay. Không, vòng đầu bỏ qua đi, vòng này đi. Em có lửa lớn được không? Chắc không đâu, em cô giáo mà. Đâu, cô giáo là hay hơn vậy nữa. Thử coi chi, thử coi. Em biết bài này rồi, em không làm được như này. Đúng, với lại em vào Sài Gòn chưa hay là vẫn đang ở ngoài Bắc? Em vẫn ở ngoài Bắc ạ. Chưa vào Sài Gòn, khi nào vào Sài Gòn là em lửa được liền. Ủa là sao anh biết là tụi mình giải trí hả? Bữa nay là một cái gọi là một cái cuộc cách mạng về hình cá ảnh tính của Thùy Chi đó nha. Là sao? Ý là bình thường em nghiêm túc lắm. Nhưng mà bữa nay đến với chương trình giải trí này là em cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Thế hả? Em đã bắt đầu biết lật lọng rồi đó. Đấy. Thế bây giờ hỏi em cái gì ạ? Em cũng có năng lực. Ý là câu số 2 là hay hay không hay? Hay. Bây giờ nghiêm túc nè. Trong một cái hệ thống hiện tại thì cái thị trường bây giờ nó sôi nổi lắm anh ơi. Thì cái cô này là hiện là còn có cái cơ sở để mình bám vào là cổ hay nhất thôi đó. Anh Giang nói hay không hay vậy? Hồi ở vòng 1 là nó hay, nhưng mà giờ anh đang xem xét lại. Anh nghĩ cho đi một tour đi. Số 4, mời em. Rồi lại lố gì nữa đây. Mày số 4 một cảnh bệnh viện. Bèo. Trời ơi trời. Ủa? Sao lại có thể như thế nhỉ? Thuyền thấy đi. Bè em. Đúng không? Thuyền thấy đi hả? Ôi. Ôi giời. Trời ơi, ủa. Cái gì vậy trời? Ủa. Tôi bác bài tôi ghi ra ông kìa nước biển vậy thôi đó. Ủa cái bụng lên trên lên xong rồi hả? Em, vậy em, thôi em. Đó. Quỳnh ơi Quỳnh, bài này bài của em phải không Quỳnh? Dạ. Ừ. Thôi đi về em, đi về vô nước biển. Em trai, em trai. Thở oxy. Em con ruột Điền Quân hả? Em được ưu ái ra nằm được cái gì thôi đó hả? Quan hệ với bà Ngân. À bà Ngân. Quan hệ với bà Ngân mới được vậy chứ. À là đem quan hệ cá nhân vào đấy hả? Vì sao Thành không được chọn vị trí số 4 ở vòng 1? Cháu của Nghĩa. Cháu của Nghĩa. Đừng nói về khán giả hiểu lầm, anh tội nghiệp, anh không biết gì bé này trơn trọi đó. Thường những người biết hay nói vậy đó. Ôi trời. Tại vì anh chỉ thấy rằng bé này chắc sẽ có cái điều gì thú vị. Nè thú vị quá nè. Thú vị đó. Đúng không? Thú vị thiệt. Bé nằm nó sốt cao mê sản rên vậy thôi hết. Coi thường mình quá. Bình luận liền. Thì cũng là một dữ liệu vô nghĩa thôi. Dạ. Kiểu như là anh cán bộ quá. Họ đưa bà Ngân bà đưa cho mình cái này cũng giống như là đấy, cũng coi thường anh em mình quá. Coi thường quá mà. Hớ thì ai chả hớ được. Đây đấy. Mình làm gì? Loại. Em thấy hình như là bắt đầu từ cái cô lướt 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 lên nè. Là tất cả các bạn về sau cũng nghi như vậy. Anh nghi là những bạn còn lại là cũng chỉ là phát ra những âm thanh như thế thôi. Mình đang đoán là sắp tới sẽ có những trận bạo nữa đúng không? Để tôi coi của con Ngân nó ngang ngược tới mức độ nào. Coi bên lộng có nào. Lộng có nào mời. Anh ơi, Ngân là phải ngang ngược. Chứ ngờ mà Ngân ngang ngược. Rồi, dạ. Chơi nè. Giờ mình đi tiếp nè. Anh bạn số 5. Coi con Rickit nó làm gì nè. Người đi mua đồ thuê. Không một tin nhắn từ tối qua. Dễ quá.
Bấm. Wow. Nó liền luôn cái điện thoại giả không nổi. Mô hình luôn. Bà kia dậy đi. Ủa hồi này là diễn xong mà không có nâng bụng nữa hả kìa? Khoan, ủa gì vậy? Là sao? Ủa? Ủa vậy? Cho là tôi cái hỏi lên chưa? Cho tôi hỏi cái nhiệm vụ mà này nằm chi vậy? Thì đó, ta ngủ quên rồi không bắt máy đó. Trời ơi, thì cái quyền cho... Ngân ơi, nhận một lại. Cạn lời đúng. Đâu, nhưng mà cái bạn này không có làm chúng ta hụt hẫng. Cái tư thế bạn đó nhép giờ em thấy bạn đó rất là nam tính. Và nhép giờ trở lại mai gu rồi. Tại biết sao không anh, lúc nhép nó toàn quay góc bên đây thấy ngạnh hàm không à. Đẹp quá, sống mũi cao nữa. Tóc xa xa giống anh Châu Đăng Khoa nữa. Được, em được, thích hát hay. Được ha. Còn Giang vẫn không hay được. Dancer gì đó chứ không thể nào là hát hay được. Còn cái nhịp cậu là mình thấy là có, nhưng mà vì cậu diễn thôi chứ nó không phải là nhịp từ trong người. Em thấy là bạn này sẽ có một cái sót quần áo thôi. Chứ sau khi bạn diễn lại thì... Nhưng mà vẫn không có giống như là trong con người của bạn. Lúc em giống như anh Giang nói, trong người của bạn không có cái nhịp bắt vào cái bài đó được. Thì em đoán là hát không hay ạ. Thành này em nói rằng em đã có câu trả lời à. Câu trả lời thế nào? 2 giờ sáng, tại sao gọi không bắt máy? Có nhịp, ngõ ghép ngủ luôn không bắt máy. Diễn càng như là càng che đậy thôi. Đi tiếp nào. Số 6, mời em. Nguyên hoạt cảnh luôn á. Nguyên hoạt cảnh luôn á. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh có em. Và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ tay. Trời ơi. Hết. Cảm ơn em, mời các em về chỗ. Một hoạt cảnh thật sống động. Vậy em thấy thế nào Yến? Nét diễn hồi hộp này. Mình nhận xét thôi. Ừ. Đừng có cọc. À, em đang suy nghĩ. Mà em suy nghĩ nó nghiêm trọng lắm. Thôi nha, anh nói cái gì. Ờ, cho qua, Trấn Thành. Nhép là vô đó. Nhưng mà... Hiểu không Quỳnh? Hiểu không? Dạ. Vô là vô đó, nhưng mà dở đó. Cái mặt kỳ nó, cái nết kỳ nó. Anh nhớ lại câu bạn số 1. Bạn này cái dáng cũng lơ lơ giống vậy nè. Dễ gì cái điều đó lặp lại 2 lần trong chương trình này. Chính vì điều đó nhiều khi lặp lại 2 lần đó. Yên nói gì anh? Hả? Anh không quan tâm. Em thấy là bạn nhép rất là vô nhịp nhạc. Miệng cũng rưng rưng. Nói chung bạn diễn xuất thần. Nhưng mà không phải gu của em. Cho nên là hát không hay. Trời ơi. Bây giờ ai gu của con Tú là cứ như là hát không hay vậy. Đúng đó. Đúng rồi anh. Khi yêu quả áo cũng tròn. Em vẫn nghĩ là bạn ấy hát hay. Hồi nãy em nói hay nhưng mà giờ em cảm giác không hay. Không hay đúng không? Đang cố tạo ra một cái thế diễn duy nhất để nhép những câu rất là dễ. Còn bạn số 7, để coi cô bạn ấy sẽ siêu diễn như thế nào nha. Mời em gái. Cảm ơn hai em. Mời hai em về chỗ. Cái bà số 7 thì làm cái gì cũng đúng vậy trơn. Công nhận Ngân nó lựa nhạc khéo thiệt. Bây giờ cái gì cũng lắc đầu. Chứ anh hỏi nó em lãnh lương không? Có nó lắc không? Gật liền à. Thôi, sao? Cái này dễ quá rồi. Cô này hát không hay, từ đầu đã nói rồi. Không hay. Em chưa có người nào mà được thống nhất cao độ như bạn này đúng hết đó. Hát hay mới lạ. 6 người ở đây đều. Bạn này là cái bạn mà được bình chọn tuyệt đối. Tuyệt đối luôn. Dạ. Bạn này đã không hay mà luôn. Diễn cũng dở luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, không hay diễn dở. Bù lại là dễ thương anh, mặt dễ thương. Bạn ấy không phải là diễn viên, để có thể gọi là diễn cho hay. Có khi nào cô giáo nghĩ hay không ta? Cô giáo nghĩ sao cô giáo? Hay đang nghĩ hay. Cái gì? Đó, thấy không? What? Hồi giờ một cái kêu không hay mà. Bạn, tôi muốn nghe lý do của cô ấy nè. Đoán thôi. Thì đấy cô giáo muốn đi khác mọi người. Chứ không có dựa trên một cái cơ sở nào hết, đúng không? Vâng. Chỉ là đoán, chỉ là cảm nhận thôi. Cô giáo cũng mơ hồ lắm. Bây giờ thì mình chọn thôi. Hỏi với nhau trước nào. Chọn ra một người hát không hay. Đâu, nhưng mà chọn số mấy nè. Cô giáo muốn số mấy? Quá rõ ràng. 27. Đâu có Dính. 27 không? Đúng rồi, bóc đại Dính hết á. 27 đó. Nè, từ con bé này qua là cái á. 27 là cái 62 là giữ được rồi đó. 2 hả? Để tại là có 2 cái bài này đó. Quỳnh nghĩ 62 ok, còn lại là gãy hết. 2 giờ.
Mời Trấn Thành. Cuộc vui nào cũng phải tàn. Thì chúng ta đến đây để tìm kiếm cho mình sự công nhận, hoặc chỉ đến đây vì gia đình chúng ta có điều kiện. Chúng ta là đại gia rich kid. Vì vậy cho nên cho phép em mời Châu Đăng Khoa. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều đã từng nghe những bài hát hay và kinh điển, trong đó có bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Chúng ta đối chiếu. Số 1. Vậy hả? Số 4 em nghĩ hay đó. Hai anh em mới đứng gác hai đầu, bờ đông bờ tây. Thì anh nghĩ đi, số 5 đi, số 4 ở lại là đúng không ạ? Như vậy là các bạn đã chọn số 4 và số 5. Mời em, anh hy vọng rằng em làm cho tất cả những người đây sáng mắt ra. Mời em số 5. Trong người của bạn không có cái nhịp bắt vào cái bài đó được. Được, em thích hát hay. Dancer gì đó chứ không thể nào là hát hay được. Diễn càng nhiều là càng khe đậy. Mệt quá Phong Cưng. Sao nó nghe coi, cầm micro nó nghe coi, vụ gì? Sao? Thần em sao? Đứt mỏi quá, nhảy xong mệt. Mệt. Biết mà, cái vụ độc hát là cái thở ra hơi rồi. Người ta nhảy thôi, người ta lấy động tác thôi. Nhảy y như là thì các coi như là
làm như nhảy một lần là thôi mai không được nhảy nữa. Em ơi, được lên sân khấu mà em phải máu lửa vậy chứ. Không, nhưng mà phải nói một điều là bạn nhảy đẹp hơn hai bạn dancer. Nhảy đẹp nhất luôn, có tâm nhất luôn. Nãy ai cũng không có bình chọn anh á, có em bình chọn anh. Tại vì em tìm ra một điểm chung giữa hai tụi mình. Bộ đồ giống nào á? Là điểm vừa rồi đó. Đúng rồi đó, cái điểm mà mình hát lạc tông á. Chọn hai tụi mình y chang với nhau luôn. Giống là gu em luôn hả? Gu. Đẹp trai, nhảy được quá mà ca lạ em á. Nhưng mà em nghĩ bạn này cải thiện được mà. Em cải tạo được không? Em có cần người để cải tạo không? Tụi anh có nhiều lắm. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Chí Bảo, hiện tại em đang là vũ công tại vũ đoàn em khai ạ. Vũ công thôi. Em khai hả? Vũ đoàn cái ho mà thấy có gì vậy đó. Vũ công đi lên đây, giỏi vậy. Hàng chi ra nhảy bứt luôn hai em bé kia. Bữa nay vui lắm phải không? Đúng không? Bữa nay vui lắm phải không? Em cũng rất thích được đứng trên sân khấu, em không theo nghiệp hát được nên em theo nghề nhảy vũ công ạ. Không em ơi, em nhảy rất đẹp, em nhảy rất là vô nhịp, rất là nhìn rất là đã mắt luôn á. Đẹp trai được. Quá sáng sủa luôn đó. Rồi, nhảy tiếp nha em nhé. Cảm ơn em. Tuổi rồi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Em như tuổi? Dạ, em năm nay 25 rồi. Nhỏ hơn em rồi, lái bay rồi Tú. Có bằng lái mà. Có bằng lái hả? Từ từ tiếp tục lái đi em nha. Em cảm ơn mọi người. Chào em. Giang chọn bàn số 4 đúng không? Mời em. Bạn này ca là vui bung nóc luôn đó. Thật ra thì lý trí em nghĩ bạn này hát không hay. Chính vì vậy mà người ta sẽ nghĩ bạn này hát không hay. Tại vì là nó có cái tiếng cuối cùng ấy, nó không bị bẻ tiếng như cái bạn số 3. Thì là hay. Em đoán là hay. Nhiều khi muốn đi thật xa xôi. Nhiều khi muốn đi thật xa xôi. Bên em chẳng cách rời là đi đến cuối cuộc đời. Mà sao lại khó quá em ơi. Thời gian đã thay đổi. Mời em không còn dành riêng cuộc người. Chuyện tình yêu nào ai biết trước mai sau thế nào. Từng hẹn em cùng nhau ta sống đến trắng mai đầu. Thế nhưng ngày qua chẳng ai giận ai. Mà sao cứ xa nhau cứ hoài. Lặng lẽ cho nhau hai lối đi vô cùng. Yêu thương chẳng phải chỉ một con người. Thời gian xa cách nhau, em giấu anh điều gì? Tình yêu đã gấp em, sao lối câu dừng đi? Mùa đông không có em, nhưng lắng xanh bên em. Mỗi ngày nếu yêu dễ dàng, thì sao cũng thế phải không? Rồi thì không. Yêu đã ấm em, sao lối câu dừng đi. Mùa đông không có anh, những lắc say bên em. Ấm mỗi ngày nếu yêu dễ dàng, thì xa cũng thế phải không? Rồi thì không có em,
là đau chút thôi. Sao có phải người ơi, từ nay em hãy vui, giữ lấy yêu thương em đã đánh đổi, hãy quên đi. Anh nghĩ em làm được thôi, hãy quên đi. Anh nghĩ em làm được thôi. Chết mẹ. Đây bảy tá rồi đây. Bảy tá ăn cam. Nãy giờ ai cũng nổi điên với bảy tá trơn, mượn micro coi. Bảy tá. Cuối cùng câu chuyện này là sao? Cái mối liên hệ này của hai con người này là sao bảy tá? Dạ em là người chăm sóc cho anh này, phòng đặc biệt. Ủa rồi mắc mới gì vô không chăm sóc ta mà ngồi ăn cam ngon lành như nhà mình vậy? Cam là cam chịu. Cam chịu đúng rồi đó. Cam chịu. Cam chịu mà chua quá đó. Không, nhưng mà bé là diễn có duyên á. Bé là diễn rất là tập trung và rất là tự tin. Ý tá tên gì? Dạ Phạm Nguyễn Hiếu Hạnh. Thôi cái tên nói tên cái nghề luôn. Mặt Hiếu Hạnh. Diễn có duyên, rất là tập trung và rất là tự tin. Em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bảy tá. Hồi nãy bệnh nhân cái tình huống dễ thương, ông đang nằm bằng đắp anh bước đi nắm tay bạp lại. Không anh, cái khúc mà bắt mạch á, xong gật gật em tưởng ồ có long thai. Gật gật cái nè. Nói cho mọi người biết em là ai. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Quân Nguyễn và năm nay em 21 tuổi, em đến từ Hải Dương ạ. Quê của anh Khoa Bún Đậu đi ạ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang bán thời trang ở dưới Bình Dương ạ. Em cũng có sự đồng cảm với bạn không? Bạn ca mà giống như lúc em đi karaoke y chang luôn. Rồi, mời lên ca. Không ca luôn. Dạ, em cũng là một FC chân chính của cô Tiên Lan Thỏ ạ. Cô Tiên Lan Thỏ ạ. Nhưng mà bạn giỏi hơn em, bạn tự tin, bạn dám ca trước đám đông, em không dám. Gì, cô Tiên Nhan Khói hả? Cô Tiên gặp Nhan Khói, Nhan Khói. Cô Tiên Nhan Khói luôn. Tiên Lan Thỏ. Cô Tiên Thăng Thỏ. Tên. Mà nè, nói nghe nè. Hồi nãy khi bạn ấy hát cái bài này á, mọi người cười nhưng mà có người xúc động lắm nghe. Ai? Cô giáo ngồi kế bên em đó. Sao vậy? Em đang cảm thụ âm nhạc. Cảm thụ âm nhạc, cô ấy sang, quay sang hỏi em, cô giáo hỏi là anh ơi, bài gì đấy? Thôi cảm ơn em trai nha. Rồi, chào em. Vậy là dòng này cả hai nhà mình gỡ gạc lại được những gì đã mất. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, vòng lộ diện. Bây giờ chúng ta còn 3 bạn và sẽ có 30 giây dành cho mỗi nhà phỏng vấn các bạn ấy nha. Mời nhà Trường Giang. Để làm mẫu nha. À bé áo vàng, bé số 7 á, đi hát karaoke mình được nhiêu điểm? Dạ 100. 100 điểm là mình tự bấm thôi. Hỏi đi, hỏi gì cũng được, hỏi bạn là mình thích. Hỏi có 30 giây thôi đó. Bạn số 1, bạn làm nghề gì? Dạ em đi học. Học cái gì? Học cái gì? Học đứng quạo, đứng quạo. Nhanh lên hết thời gian. Hỏi đi chị, mình hỏi bất cứ gì mình muốn về âm nhạc mình để mình biết người ta nói cái giọng cho mình nghe rồi hết rồi chị ơi. Em chị đi tới vòng thứ ba luôn vẫn chưa bắt kịp cái nhịp của chương trình, thương dễ sợ. Nhà Trấn Thành, mời em. Em trai thích Phan Mạnh Quỳnh không em? Dạ có. Em hát nhạc gì? Bolero. Còn bạn nữ em hát nhạc gì? Bop. Em gái áo vàng ơi, ăn cơm chưa? Dạ rồi. Ông vừa nãy có buồn ai gì không em? Dạ không. Ừ. Nghỉ ngơi nha. Ừ. Em số 1 ơi, bị ho hay uống gì hết ho em? Hết giờ. Bây giờ suy nghĩ thế nào? Chọn ra một người hát hay, thời gian bắt đầu. Trời trời ơi. Hết giờ. Sao Trường Giang, nhà mình đã chọn ai chưa? Tôi xin kể ra đây một câu chuyện. Thì tôi mới hỏi Chi à, xem cũng hỏi gì đi. Hết thời gian rồi anh ạ.
thì em lát nữa chọn một người nữ hát chung với mình để song ca với mình đấy, phải chọn hay để mình hát nhé. Không, em chọn bạn nam đấy, bài của nữ, thế thì em chọn nam thì cái bài đấy cái phù hợp không? Kệ bạn ấy. Em có quyền chọn bất cứ ai em thích. Ơ, em à? Em hát thì em chọn hát với chị mà. Ôi không, em chọn bạn nam. Bạn nam. Wow. Là bạn số 6. Wow. Nãy giờ trong mình không tính chiến sắp bắt đầu. Theo Quỳnh nha chị nhá, thì bạn nam hát với Quỳnh bài nhạc là hợp, và chị hát với bạn nữ là hợp. Thì Quỳnh vẫn giữ quan điểm là Quỳnh chọn bạn nam. Rồi, ok. Bây giờ em là nắm quyền sinh sát trong tay. Đúng rồi. Chưa bao giờ có giá. Thể hiện quyền lực của mình đi em. Nhiều khi chọn hát với em. Em Tú, vậy? Chọn Tú. Em rất thích anh Trấn Thành ạ. Hả? Muốn hát với Trấn Thành hả? Ủa gì mà? Kỳ kỳ kỳ. Em sẽ chọn anh Phan Mạnh Quỳnh. Đá qua đá nhà đá nhà. Hồn sẽ thấy cái gì ngược ngạo. Đó là sự lựa chọn của bạn ấy, mình phải tôn trọng thôi chị ạ. Bây giờ mình còn tới hai bạn ở đây nè chị. Chị Chi mà ca số 7 ngon ạ. Ờ em phải chọn à? Hát với Chi mà. Thôi lộn chị hát mà. Trời quá. Chị chọn bạn đi rồi bạn còn lại hát cho em. Chi muốn chọn Last Seat hay là chọn Yellow? Tụi em cảm thấy khó khăn. Đồng chọn đồng. Chọn Đại Nghĩa. Cái sự lựa chọn này mệt mỏi quá. Về bây giờ. Nếu như vậy khó cô giáo, để cô giáo quyết định. Thôi rồi, ok bạn số 7. Số 7. Chúc mừng em, số 6 và số 7 đã được lựa chọn. Mời các em vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình. Số 2, mời em nha. Nét diễn hay quá. Thật ra bạn ấy hát hay thật. Tại vì cái gương mặt nó nhìn rất chủ động. Nhưng mà em thấy bạn là hát hay đó. Kiểu như là cũng hát gọn gàng cái giọng. Cái nốt ra rất là có cá tính. Nó gọn là dễ thương. Em đoán là chắc chắn là hay. Em nghĩ là bạn đó sẽ hát không hay. Và mấy cái khẩu hình miệng nó bị bọp chạc lắm. Chà, nét diễn hay quá. Bây giờ hai giờ sáng ở nơi ngã tư đường. Bây giờ hai giờ sáng ở nơi ngã tư đường. Ba người bên cạnh nhau lặng im ngắm khổ phương. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. Bất ai giờ cái sai. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì. Nào bánh mì luôn. Con tim của anh mà chẳng nói câu gì. But why can't you see? Oh baby, oh baby, baby. Sao anh không nhận ra? Sao bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên không thể mang cho anh từng ngày giống như em làm. Như em làm. Sao người đã có yêu vội vàng? Em mới là người yêu anh. Ta không nhận ra con ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ. Không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm. Như em làm. Sao người đã nói yêu vội vàng. Em mới là người yêu anh. Bây giờ 2 giờ sáng ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên giờ tới cuối bài kéo kéo về một tác phẩm là gì vậy? Hết rồi, bánh mì còn bánh mì. Ở lại nói chuyện chú Huy cơ.
Nói nghe nè, bà con gì với bà Nguyễn Thị Ngân vậy? Tự nhiên tiễn một ông ra đây ngồi chẻm chè ăn bánh mì, không làm cái chân vô lãnh tiền đi về. Quan hệ gì với bà Ngân? Có không? Đồng nghiệp với chị Ngân. Đồng nghiệp với bà Ngân. Cảm thấy em xinh đậm mà. Giống anh, giống anh Mạnh Quỳnh. Hèn chi. Ê, bữa sau mới dây dài là cho tôi với Tiến Thành diễn đi. Ăn bánh mì nữa. Chúc mừng em nha. Rồi, vô đánh luôn. Không. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào các anh chị nghệ sĩ hôm nay ạ. Và em chào các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Hạnh ạ. Em hiện là nhân viên văn phòng ạ. Cấp phòng có hay tham gia văn nghệ không? Em xin tham gia luôn mà không ai cho em tham gia hết anh. Công ty là sáng suốt. Công ty em sáng suốt á chứ. Mặt giống Ốc Thanh Vân quá. Công ty cũng thẳng thắn. Sáng đẹp chứ sao. Nãy tôi định nói á, giống Ốc Thanh Vân thiệt. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Mời em. Quỳnh nha Quỳnh. Mình hát trước Quỳnh nha. Em chọn cái ông nãy phải không? Dạ. Dành một, dành hai với Thùy Chi. Chúc em may mắn. Mà cô chị biết sắc. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Những điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay, hôm nay nên xem lại. Hay quá, nhạc hay quá. Ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang phi phạm ngày giờ, và để cho tháng năm trôi qua không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ. Nói chung bạn diễn xuất thần, nhưng mà không phải gu của em, cho nên là hát không hay. Em vẫn nghĩ là bạn ấy hát hay. Hồi nãy em nói hay mà giờ em cảm giác không hay. Vâng, giọng giọng khá là chắc ạ, và rất là sáng sủa. Vô là vô đó, nhưng mà dở đó. Điều này giống như ta đang phi phạm ngày giờ, và để cho tháng năm trôi qua không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ. Về một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, về một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui. Ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu, tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi ta mơ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng thấy thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Hay quá, hay quá. Điều này giống như mây đen che mờ chuyện mình, làm nhạt nhòa mắt môi, bên nhau như chịu cực hình. Người có nghe con tim bao cần làm gì, hoặc là đã quá trễ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu, tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng giờ đây bóng quá xa, chỉ còn lại băng giá. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người yêu vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu, tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất. Yeah. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Hay quá, hay quá.
khá là tốt. Mừng quá em ơi, anh nói thiệt luôn á. Anh hay rất quá. Thích nhà của Quỳnh. May là bé hát hay. Bạn hát hay mà. Ồ, thì bởi vì anh nói may là bé hát hay. Vậy là em cũng rất là tự tin là bạn hát hay. Bởi vì mình loại hết những người nam hát không hay rồi. Cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh nha, mời em. Hay quá, thích quá. Hay quá, trời ơi. Về mở bài này nghe liền luôn nè. Hay quá. Em giới thiệu về em nào. Em xin chào anh Đại Nghĩa và anh Trần Thành, Trường Giang và hai đội chơi ạ. Em tên là Đức Anh ạ. Em đang là sinh viên của trường Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm quốc ca hả em? Đúng rồi. Em học khoa thanh nhạc. Dạ, em học khoa nhạc. Năm thứ mấy rồi em? Em học năm thứ hai ạ. Năm thứ hai rồi. Thấy cái ngành nó mà ham luôn á. Nhưng mà cậu này hình như cái thể loại là Núi Phước Thịnh đúng không? Em thường hát thể loại nhạc gì? Theo R&B ạ. Đâu thử đi nào một cái nhạc khúc nào. Thế thì nào. Vì em đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm. Là vì em đã quên rồi tình anh chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi, ôm vào cơn mơ em bước đi rồi. Xìa xua tan đi em bóng sáng hình em. Em đã mãi rời xa. My girl, em vừa quên đi bao nhiêu. My girl, em vừa quên đi bao lâu. My girl, em vừa quên đi cuộc tình mà anh cho em. Thôi em đi đi, my girl. Giờ người ta hát hay, tự nhiên thấy ta đẹp lộng lẫy liền đúng không em? Giờ cô thích mà. Hát mà có thái độ quá, anh cứ miếng ngón tay để anh nhìn nè. Em bị quen ạ. Mày dễ thương à, dễ thương. Ca sĩ hát hay có dù hít vào cù là ha. Ca cứ phải vậy. Anh bụi bác kìa. Trời, thằng cố gắng. Anh nên thương mười giờ trời mới tới cười đợi. Em quá Thành ơi, con bé đâu có làm dễ sợ đâu có lối gì. Mà làm em bỏ nghề luôn. Cảm ơn em nha. Và bây giờ chào em. Và trong nghỉ ngơi nè. Hay quá. Còn một màn nữa anh cũng hy vọng. Anh cũng mê Thùy Chi. Thùy Chi hát là anh thích lắm. Mà hy vọng rằng cái cô mà em lựa chọn á, hát được với em nha Chi. Chúc em may mắn. Mời em. Đây, bình tĩnh. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Cái này dễ quá rồi. Cô này hát không hay, từ đầu đã nói rồi. Không hay. Em biết chưa có người nào mà được thống nhất cao độ như bạn này. Có khi nào cô giáo nghĩ hay không ta? Cô giáo nghĩ sao cô giáo? Em đang nghĩ hay. Cái gì? Đó phải không? Cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Đừng lựa chọn cho giấc mơ. Em nói thiệt, không phải con bé này, tiết mục này không có thành công vậy anh ạ. À. Sao vậy? Con bé hát có tâm. Nó chân thành. Nó hiểu Chi đang hát gì và nó cố cho mọi người hiểu nó đang hát gì. Hát tuyệt vời và rất là đáng yêu, thật sự là cực kỳ đáng yêu luôn. Trước tiên là cảm ơn Thùy Chi đã. Em Chi hát hay quá Chi quá ơi. Hay quá hay Chi ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Trời ơi, ca gì mà hay dữ vậy trời. Thôi. Thùy Chi mà chịu dọn vào miền Nam sống á ha. Và mà gọi là hát có những đêm nhạc đặc biệt riêng của Thùy Chi ở phòng trà ha. Chi vô đây đi Chi, muốn gì tôi giúp đỡ cho. Ca hay quá. Đi vô chị em mà có tụ điểm đi nghe nữa chứ. Ca gì mà hay dữ vậy trời. Anh nghĩ là như vậy á dạ. Chi à, có thể là em không phù hợp với những yếu tố giải trí. Nhưng mà không cần bất chấp tất cả những điều đó. Chỉ cần em hát thôi là cái gì cũng được hết trơn. Không phải thế này nè anh Nghĩa. Em nghĩ Chi á, Chi sống bị khuôn khổ quen rồi. Nên Chi sợ va chạm, Chi sợ showbiz, sợ thế này thế nọ. Nhưng mà đó là do mình định nghĩa thôi, hiểu không? Do bản thân mình định nghĩa nó như thế nào thôi. Tại vì môi trường nào trên đời này nó cũng đều có cái tốt và cái xấu. Quan trọng là mình thích cái gì và mình enjoy cái cuộc sống mình như thế nào. Thì bây giờ nếu Chi cảm thấy thật sự mỗi lần đứng trên sân khấu thăng hoa như vậy tại sao không? Bao nhiêu người yêu mến mình tại sao không? Hát nhiều hơn nhé. Làm ơn. Cảm ơn Chi. Rồi, anh mời em về chỗ. Em về. Hát cũng xỉu luôn, ừ, hay quá chải, à. Đúng là càng hát chải. Gì đâu, bé này hát cũng muốn xỉu vậy. Bé này hát em tỉnh à. Em gái. Em xỉu, mẹ hát tỉnh liền. Giới thiệu cho mọi người biết về mình nào. 17 tuổi là cùng. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, em chào hai đội chơi và tất cả mọi người.
Em tên là Hứa Ngọc Ngân, em đến từ Đắk Lắk và năm nay em 19 tuổi. Hiện nay đang còn đi học hay là đi làm gì rồi? Dạ em học tiếng Trung và em cũng làm bên một cái trang mạng xã hội. Cái trang báo hả? Báo trên mạng hả? Dạ. Trang đó có chửi anh với Trấn Thành chưa? Gì vậy Giang? Là thớt chưa hả? Em rất là thích và ngưỡng mộ chị Thùy Chi. Em không ngờ là đến tập mình quay lại có chị Thùy Chi nữa và em rất là thích. Tại chương trình biết em mê Chi cho nên là sắp em vô tập này đó. Đúng rồi đó. Nha. Chứ không có gì là ngẫu nhiên đâu em. Lúc đầu là định cho em hát với Phương Mỹ Chi. Nghe thấy nghe hát nhân ca không được. Hát nhân ca không được nên thôi cho hát Thùy Chi em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ anh em chúng ta cùng lên sân khấu chào khán giả nào. Hay quá. Trường Thành, Trường Giang. Ủa, anh Nghĩa. Tới hồi nào vậy? Ủa, con bé này là ai vậy anh? Em là diễn viên mới chập chững vô nghề, em là diễn viên trẻ Khả Như ạ. Chào em. Dạ, em chào anh Thành. Hôm nay mới cấp hơi đậm. Rồi, em không có, em để mặt xương xương tới đây đó, mặt mọc. Tội nghiệp con bé đẹp mắt bố. Cho nên là ngày hôm nay em tính là nhân cơ hội này em hỏi luôn là hôm đó là nhầm thiệt hay là nhầm dở. Để có gì còn về xóa số phone luôn. Cô nói thật với lại cô là... Tên gì? Yêu nhau để trong tim đã từng hát bài gì? Bụi vào mắt anh. Rồi. Thì đấy là thà rằng như thế. Thà rằng như thế. Cô là sốc mặt lần trước. Lần trước em ngồi với ai? Trấn Thành. Ủa tại sao? Tại sao ai tới cái chương trình này cũng nói ngồi với tôi rồi thua sắp mặt làm sao vậy? Chúc mừng hai em, hai bạn trẻ ngày hôm nay đã có mặt tại vòng đặc biệt. Mỗi bạn sẽ mang về cho mình số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Hoàng Mạnh Quỳnh, em có số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Dạ. Huy Chi không có gì hết, nhưng mà được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người bởi tiếng hát của em. Bé còn rung kìa. Còn rung hả? Đứng kế thần tượng mà sao không rung được đúng không? Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Dòng Ai Dòng Ai cũng xin khép lại. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn thương hiệu thời trang cao cấp IB Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.